Bài 12. Một số dung dịch khác. Trong bài này gồm có hai nội dung. Nội dung đầu tiên đó là tìm hiểu một số dung dịch. Trong nội dung này, các em phân biệt được các phương thức sống của một số đại diện, từ đó đề ra các biện pháp phòng chống dung dịch ký sinh như thế nào. Nội dung thứ hai, đặc điểm chung của ngành dung dịch. Phần 2 này là nội dung được giảm tải, cho nên các em sẽ không học phần này. Các em hãy mở sách giáo khoa trang 44 và 45, chú ý quan sát hình và tìm hiểu thông tin ở trong sách giáo khoa. Đây là các đại diện chúng ta sẽ tìm hiểu trong tiết học hôm nay, bao gồm có những đại diện nào? Đó là sáng lá máu, sáng bã trầu và sáng dây. Đại diện đầu tiên chúng ta tìm hiểu đó là sáng lá máu. Các em hãy quan sát hình ha. Chúng có đặc điểm cơ thể như thế nào nè, ký sinh ở đâu ha, cách xâm nhập cũng như là tác hại của nó ra sao đối với vật chủ. Đây, cơ thể của nó phân tính bao gồm có con cái, con đực riêng rẽ, nhưng mà chúng luôn cặp đôi với nhau đến mức gần như là một cơ thể lưỡng tính. Kích thước của nó nhỏ, ký sinh ở trong máu của người. Chúng xâm nhập vào trong cơ thể của người qua da của người khi người tiếp xúc với nước bị ô nhiễm. Tác hại của nó như thế nào nè? Thì khi xâm nhập vào trong cơ thể của người, chúng còn đem theo một số vi trùng tại nơi chúng sinh sống vào bên trong của người và gây ra nhiễm trùng máu chẳng hạn, và cùng với một số bệnh nguy hiểm khác. Triệu chứng người bệnh có thể ho nè, sốt nè, đau, tiêu chảy, vân vân. Như vậy các em hãy đề ra biện pháp phòng bệnh sáng lá máu cho người là như thế nào. Đến đây các em lưu ý nè, để đề ra biện pháp phòng bệnh hữu hiệu thì chúng ta cần làm gì? Chúng ta cần xác định được con đường xâm nhập, cách truyền bệnh để đề ra biện pháp nhé. Ở đây biện pháp là gì? Xử lý nước ô nhiễm nè, hạn chế hoặc tránh tiếp xúc với nước ô nhiễm, dùng dụng cụ bảo hộ khi làm việc với môi trường nước ô nhiễm, giữ vệ sinh cơ thể. Và một điều rất là quan trọng đó là phải tẩy dung định kỳ. Tẩy dung định kỳ là khoảng bao lâu các em? 6 tháng tẩy một lần, uống thuốc tẩy dung một lần. Đấy. Đại diện tiếp theo chúng ta tìm hiểu đó là sáng bã trầu. Vậy sáng bã trầu này ký sinh ở đâu? Gây tác hại như thế nào cho vật chủ? Đặc điểm cơ thể của nó cấu tạo ra sao? Và biện pháp phòng bệnh đó là như thế nào? Đây, chúng ký sinh ở trong ruột của lợn khi lợn ăn phải kén sáng lẫn trong rau bèo. Vật chủ trung gian đó là ốc gạo, ốc mút. Cơ quan tiêu hóa, cơ quan sinh dục của sáng bã trầu giống như sáng lá gan. Như vậy, biện pháp phòng bệnh là gì? Đây, xử lý phân lợn nè để diệt trứng sáng, diệt ốc ruộng nè, xử lý rau cỏ bèo trước khi cho lợn ăn để diệt kén sáng, và tẩy dung sáng định kỳ cho động vật. Như vậy sáng bã trầu ở đây nó có những đặc điểm giống với lại sáng lá gan các em đã được học, nhưng mà nó thay đổi vật chủ các em. Vật chủ chính ở đây là ở lợn, còn sáng lá gan vật chủ chính của nó là ở trâu bò. Và vật chủ trung gian của cả sáng bã trầu và sáng lá gan đều là các loài ốc, ốc gạo, ốc ruộng, ốc mút, đúng chưa nào? Lợn nuôi thường bị sáng bã trầu ký sinh ở ruột gây hại, làm cho lợn gầy rạc, da sần sùi và chậm lớn. Cho lợn uống thuốc tẩy sáng bị chết, nó sẽ theo phân ra ngoài có màu đỏ thẫm như bã trầu, người ta gọi là sáng bã trầu. Như vậy các em đã tìm hiểu xong phần sáng bã trầu. Sau cùng chúng ta cùng tìm hiểu về sáng dây. Sáng dây ký sinh ở đâu? Sáng dây ký sinh ở hai vật chủ. Vật chủ chính đó là trong ruột non của con người. Trong ruột non của người, chúng sẽ phát triển thành sáng dây trưởng thành.
Vật chủ trung gian đó là ký sinh trong cơ bắp của trâu bò lợn. Trong cơ thể của trâu bò lợn, chúng sẽ kết thành dạng nang sáng. Các em hãy quan sát trên hình. Đây ha, đây là nang sáng nằm lẫn trong thớ thịt của lợn. Đấy. Nếu trâu bò bị nhiễm nang sáng, ta có thể gọi trâu bò lợn đó là trâu bò lợn gạo nha. Đây là cơ thể của sán dây trưởng thành, ký sinh trong ruột non của người. Các em hãy quan sát nhé. Đây là đầu của sán, có một vòng móc, có các giác bám để giúp cho nó bám chặt vào trong thành ruột non của người. Dưới phần đầu đó là cổ sán. Cổ là nơi sẽ sản sinh ra các đốt. Những đốt nằm gần ở cổ đó là những đốt sán non chưa trưởng thành. Những đốt càng xa cổ, càng về phía cuối cơ thể đó là những đốt sán trưởng thành. Cơ thể của nó dài từ 8 đến 9 mét. Thân sán gồm hàng trăm đốt sán. Ruột tiêu giảm, bề mặt sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng. Mỗi đốt sán đều mang một cơ quan sinh dục lượng tính riêng biệt. Các đốt cuối cùng chứa đầy trứng. Và khi những đốt này chín, nó sẽ đứt thành từng đoạn, thành từng đốt, sẽ theo phân ra ngoài môi trường để phát tán. Trong các đặc điểm trên, thì đặc điểm nào thể hiện sán dây thích nghi rất cao với điều kiện ký sinh? Đó là ngoài vòng móc, giác bám thì cơ quan tiêu hóa của nó tiêu giảm hoàn toàn. Có nghĩa là ruột tiêu giảm hoàn toàn. Thay vào đó thì thành cơ thể của sán sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể giống như thành ruột của người vậy. Đây là toàn bộ về đặc điểm cơ thể của sán dây. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chu trình phát triển của sán dây như thế nào để đề ra biện pháp phòng bệnh cho con người. Các em cùng quan sát nhé. Đây các em, giai đoạn 1. Trứng hay là đốt sán sẽ theo phân của người nhiễm bệnh phát tán ra ngoài môi trường. Giai đoạn 2. Bò heo sẽ bị nhiễm bệnh khi ăn rau, cỏ, thức ăn có chứa trứng hay là đốt sán mang trứng. Và giai đoạn thứ 3. Khi vào bên trong cơ thể của bò lợn, trứng sẽ nở thành phôi. Phôi sẽ xuyên thủng thành ruột theo máu đến các cơ quan. Và khi nó đến cơ thì phôi sẽ kết thành nang ống trùng. Đây các em. Và giai đoạn thứ 4. Đây, nếu người ăn phải thịt chưa được nấu chín có chứa nang ấu trùng thì người đó sẽ bị nhiễm sán dây. Và giai đoạn thứ 5. Khi nang ấu trùng sán đó vào trong ruột non của người thì đầu sán sẽ bật ra khỏi nang. Và nhờ có móc bám các giác bám nó sẽ bám chặt vào trong thành ruột non của người, hấp thụ chất dinh dưỡng, cổ sẽ sinh ra các đốt, nó sẽ phát triển thành sán trưởng thành. Đây là giai đoạn 6. Các đốt già chứa đầy trứng, khi chín nó sẽ vỡ ra đứt thành từng đoạn, theo phân của người bệnh ra ngoài môi trường, tiếp tục phát tán nòi giống của chúng. Đấy ha, đấy là toàn bộ chu trình phát triển của sán dây. Đây, các em hãy tìm hiểu thêm nha. Khi mà nhiễm nang sán ở bò, người sẽ bị mắc bệnh sán dây bò. Chiều dài của sán dây bò đạt từ 8 đến 9 mét. Khi nhiễm nang sán ở lợn thì người sẽ mắc bệnh sán dây lợn. Chiều dài sán dây lợn chỉ đạt từ 2 đến 3 mét. Ngoài giác bám, đầu sán còn có thêm vòng móc bám. Ví dụ như ở hình đó em. Đây là đầu của sán đó. Gồm có móc bám nè. Một là móc bám, hai là giác bám và ba đó là các đốt ở cổ. Đúng chưa? Đây là hình chụp đấy. Sán dây ký sinh ở chó có thể truyền bệnh nang sán cho con người. Nang sán này có nhiều đầu sán, có thể to bằng quả táo, quả cam, gây nguy hiểm cho người, nhất là nếu chúng phát triển trên vỏ não. Đấy ha. Như vậy khi chúng ta nuôi một số vật nuôi thú cưng, chúng ta cũng phải vệ sinh cho chúng, bởi vì chúng có thể sẽ mang những mầm bệnh và chúng sẽ lây truyền bệnh đó sang cho con người thì rất là nguy hiểm.
nhất là một số loài giun sán. Sau khi các em đã tìm hiểu rõ về vòng đời phát triển của sán dây, các em thấy rằng là nguyên nhân chủ yếu để người bị nhiễm bệnh sán dây đó là gì? Đó là khi chúng ta chọn thực phẩm, chế biến thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh, như là ăn phải thịt lợn sống hoặc là thịt nấu chưa có chín, có chứa nang của sán bên trong, thì chúng ta sẽ bị nhiễm bệnh. Hay là gì? Chúng ta ăn phải trứng, em em. Ở đây là chúng ta ăn phải trứng chứ không phải là nang sán nữa. Ăn phải trứng sán dây lợn nhiễm trong thức ăn, thì lúc này người đó sẽ bị nhiễm nang sán, còn gọi là người gạo. Có nghĩa là trong những cái cơ thớ thịt của mình đó, sẽ có nang sán nằm ở trong đấy nha. Và tác hại kèm theo triệu chứng đó là gì? Khi mà bị nhiễm sán dây, cảm giác khó chịu, bức rứt nè, đau bụng, rối loạn tiêu hóa, và trong phân có lẫn những đốt sán hay là trứng sán. Rồi, có những u nhỏ chắc di động dễ nè, không ngứa không đau, và nặng có thể là có hiện tượng là động kinh nè, tay hoặc là chân liệt nửa người, nói ngọng, rối loạn trí nhớ, đau đầu dữ dội, tăng nhãn áp, giảm thị lực, có thể dẫn đến mù lòa. Đó là những triệu chứng hay là những cái tác hại rất là nguy hiểm nha. Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh sán dây lợn cũng như là một số loài sán khác? Thứ nhất, cần thực hiện ăn chín nè, uống sôi, chế biến hợp vệ sinh. Không ăn các thực phẩm sống như là thịt lợn, nem chua nè, thịt lợn tái, rau sống không đảm bảo vệ sinh. Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, quản lý phân tươi. Đấy. Người có sán trưởng thành trong ruột, có nghĩa là người đã bị nhiễm bệnh thì phải làm gì? Cần phải được điều trị và không phóng uế bừa bãi. Đấy. Không nuôi lợn thả rông nè, quản lý chặt chẽ tiêu chuẩn vệ sinh các lò mổ lợn. Đấy ha. Đây là những dung dẹp các em đã được học trong tiết này và ở tiết trước ha. Đó là gồm có sán lá gan nè, sán lá máu, sán bạ trầu và sán dây. Như vậy qua đó các em thấy rằng dung dẹp thường ký sinh ở những bộ phận nào trong cơ thể người và động vật? Chúng thường ký sinh ở những bộ phận giàu chất dinh dưỡng trong cơ thể người và động vật, như là trong ruột non, ở gan, ở trong máu, vân vân. Để phòng chống dung dẹp ký sinh thì chúng ta cần ăn uống giữ vệ sinh như thế nào cho người và gia súc? Câu hỏi này các em tự tìm ra đáp án nhé. Bởi vì phần trên cô đã thông tin đến cho các em rất là kỹ về vòng đời, con đường xâm nhập, kể cả một số biện pháp. Thì đến đây các em tự tổng hợp, tìm ra đáp án cho câu trả lời này nhé. Đó là một bài tập các em làm và ghi vào trong vở của mình. Đây là nội dung chính của bài hôm nay. Các em hãy ghi nội dung này vào trong vở của mình. Bao gồm có sán lá máu nè, sán bạ trầu nè, sán dây nha. Riêng biện pháp phòng bệnh, đây là nội dung cô sẽ giao bài tập cho các em. Các em tự đề ra biện pháp phòng bệnh. Lưu ý là nêu biện pháp cho từng loài dung dẹp ở trên, dựa vào con đường truyền bệnh của chúng, và nhớ ghi rõ ràng vào trong vở của mình. Như vậy bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em hãy ghi đầy đủ nội dung bài học, học bài, làm câu hỏi cuối của bài giảng vào trong vở của mình. Chuẩn bị bài 13, tìm hiểu về ngành dung tròn. Cô mến chào tất cả các em.